đến nhà em rồi, anh đi về đi. Không muốn về một chút nào. Sao lại thế? Thì tại không muốn xa em đấy. Mặc dù là một tuần nữa mình kết hôn rồi, nhưng mà anh thấy lâu quá. Chỉ muốn ngày đó đến thật nhanh thôi. Chưa cưới thì ai chẳng nói thế, nhưng mà cưới vào rồi là khác ngay ấy mà. Ai khác thì anh không biết nha. Còn anh ấy tuyệt đối không. Anh hứa cả cuộc đời của mình, cam kết luôn với em đấy. Thôi đi ông tướng ạ, đi về đi, muộn lắm rồi đấy. Cái gì đã đuổi người ta rồi, cho ngắm một tí đã chết à? Thì sau này về anh tha hồ mà ngắm mà. Em chỉ sợ ấy là anh sẽ kêu chán thôi. Anh mà kêu như thế là anh biết tay em đấy. Anh tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh hứa với em đấy. Thôi được rồi, anh đi về đi, muộn lắm rồi đấy. Thế anh về nhá. Bye bye em. Cà phê của chủ tịch đây. Ừ. Ăn này. Mày thấy tao chọn Phú Quốc để hưởng tuần trăng mật quá tí không? Đã bảo là ở công ty không được xưng hô mày tao cơ mà. Ui giời, bây giờ có mỗi tao mày có làm sao đâu. Trả lời nhanh đi. Thì cái chuyện hưởng tuần trăng mật mày phải hỏi vợ mày chứ, sao lại hỏi tao? Thì Linh bận, mày không thấy là cô ấy suốt ngày đóng phim à? Cho nên mấy cái việc này để người ta quyết định hết. Kết hôn là chuyện cả đời, không lẽ dành chút thời gian khó lắm à? Cô ấy bận chắc mày không bận chắc. Thôi được rồi, quay ra bản này. Mày xem tao book cái khách sạn này được, mày tìm hiểu của tao cái. Không liên quan đến công việc của tao, cho nên là tao cũng không có trách nhiệm phải giúp mày. Thì mày cứ xem như là mày giúp bạn mày đi có được không? Ơ, sắp tới mày nghỉ nửa tháng để đám cưới, tao còn phải thu xếp bao nhiêu việc mới được nghỉ đấy. Nhưng mà cái gì? Đám cưới của ai? Thì của tao. Của mày thì mày tự lo đi. Thế nhỉ? Đúng là người sắp lấy vợ có khác nhở? Thôi, bớt nói tao đi. Mày cũng kiếm một ý trung nhân nào đấy mà cưới đi còn gì nữa. Chồng đến trừ rồi à. Lấy chồng mà mày cứ làm như mua rau mua cá ngoài chợ ấy. Thôi, đừng có kén chọn đến bạn của tôi ơi. Ồ, kệ tôi, cậu lo cho cậu trước đi. Ừ, thì... Alo, anh nghe này. Cái gì? Em nói sao cơ? Ôi, mày uống nhiều lắm rồi đấy. Nhiều á? Tao uống nhiều thế rồi cơ. Nhưng mà tao vẫn chưa thấy say. Rốt cuộc là cái Linh nói gì với mày? Cô ấy nói hủy hôn với tao. Cái gì? Hủy hôn? Chuyện như thế mà chỉ gọi một cuộc điện thoại là xong á? Ngày mai cô ấy đi Thái đóng phim 2 tháng rồi mới về. Lý do là gì? Gần sát đến ngày cưới rồi lại còn đi đóng phim. Trong cuộc là tao không biết hai đứa mày có phải yêu nhau không đấy. Cô ấy nói cô ấy muốn tập trung vào sự nghiệp. Thay vì kết hôn với tao và làm vợ. Chứ sao ngay từ đầu không nói như thế đi?
Để sát đến ngày cưới rồi mới nói. Chuyện này dễ thế à? Thôi, mày đừng nói gì nữa cả. Vô ích rồi. Thế hoan đám cưới đến khi nào? Cô ấy muốn chia tay với tao. Hả? Tại sao như thế chứ? Tại sao cô ấy đối xử với tao như thế? Tao rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy lựa chọn sự nghiệp thay vì lựa chọn một người như tao. Sao lại mang ra rồi? Dạ, chủ tịch không ăn chị ạ. Đưa tôi. Tân, dậy ăn một chút đi. Mày cứ mặc kệ tao đi. Cái Linh nó có thể bỏ mày, nhưng mà tao thì không. Mọi chuyện rồi theo thời gian nó cũng sẽ qua thôi. Mày Tân, cuối cùng mày cũng chịu ra ngoài rồi đấy à? À, ê, tao mới mua được hai cái này. Ngày mai tao với mày đi xem nhá. Tao đi đâu? Sao thế? Mày thích xem nhạc kịch lắm mà. Nhưng bây giờ thì không thích nữa. Ơ, này, dậy đi. Dậy ăn xúc cua trứng bách thảo này. Tao mua chỗ mày không hay ăn. Thích ạ. Dậy làm sao đây? Ồ, hôm nay chủ tịch vẫn không đến à? Dạ vâng chị ạ. Chị ơi, tất cả hồ sơ tài liệu em đã soạn hết ra đây rồi. Cái thằng này. Sao vậy ạ? À, không có gì đâu. Cậu chuẩn bị tài liệu đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy. Dạ vâng. Sao mày vào phòng mà không gõ cửa? Thế sao mày không đến công ty họp? Tao mệt. Đây là câu nói của chủ tịch của một công ty đấy à? Mày có biết dưới mày bao nhiêu người đang cật lực làm việc không? Trách nhiệm cho công việc của mày đâu rồi? Mày đang chất vấn tao đấy à? Cả tháng nay mày không hề quan tâm đến công việc ở công ty. Nhưng mà hôm nay có cuộc họp cổ đông để giải quyết tất cả các vấn đề đang tồn đọng ở công ty. Mày phải có mặt chứ. Mày thôi đi, đừng có nói nữa. Tao không muốn nghe gì hết. Mày để tao yên tĩnh đi, được không? Mày không muốn nghe thì tao không nói nữa. Nhưng mà cái Linh nó bỏ mày thì mày phải sống sao cho thật tốt.
để cô ta nhận ra đấy chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô ta chứ. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tao sẽ mãi mãi mất cô ấy. Mày thực sự không hiểu hay là đang cố giả vờ không hiểu đấy? Nếu mà mày cứ tiếp tục như thế thì mày sẽ mất đi một nhân viên và mất đi một người bạn luôn sẵn lòng làm tất cả mọi chuyện về mày đấy. Ý mày là sao? Tao sẽ không làm việc với một người thiếu trách nhiệm như mày đâu. Sếp, anh không đi làm ạ? Ừ. Ui, không được đâu anh ơi. Hôm nay nhá, anh không nhớ anh với em có hẹn đối tác để xuống xem xưởng gia công à? Mọi chuyện ở công ty đã có An lo rồi. Ơ, anh ơi, An nghỉ việc rồi. Cậu nói cái gì cơ? Hôm qua, An bảo em là bàn giao lại hết tất cả công việc lại cho em, xong rồi An nghỉ rồi ạ. Cậu nói thật sao? Dạ vâng ạ. Bây giờ nha, tất cả mọi chuyện gì ở trong công ty nha, sếp phải là người đứng ra giải quyết đấy. Thôi được rồi, cậu chuẩn bị xe đi. Tôi thay đồ rồi chúng ta đi. Dạ vâng ạ. Tức này. Dạ. Lịch trình ngày hôm nay của tôi còn gì nữa không? Không ạ. Ừ. À, dạo gần đây cậu có liên lạc được với An không? Không ạ. Em có nghe lời anh đến nhà chị ấy tìm, nhưng mà không thấy ạ. Chắc là anh muốn trốn tôi thật rồi. Thật ra chị An chị lo lắng cho anh lắm đấy ạ. Lúc mà anh đến công ty, chị bận tối tăm mặt mũi tan ca về, chị ấy còn chạy qua nhà lo lắng cho anh. Có hôm em với chị ấy đi mua đồ ăn cho anh mà chờ cả tiếng đồng hồ, chị vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thế à? Vậy mà anh chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó cả. Nhìn chị An như vậy em thương lắm. Không biết anh... Không biết gì cơ? Không biết anh có biết chuyện chị An thích anh không ạ? Cái gì? Anh ạ, chẳng ai quan tâm đối xử tốt với một người nào đó khi không có tình cảm đâu ạ. Cốc phê xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ? Cho anh một ly bạc xỉu, vì anh là kẻ nặng tình. Tìm tao có việc gì? Tao biết. Là mày sẽ đến đây mà. Có việc gì thì nói nhanh đi. Tao bận lắm, không có nhiều thời gian đâu. Tao xin lỗi. Mày về công ty được không? Mày chịu nghĩ tới công ty rồi đấy à? Xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của tao. Mày đi mà xin lỗi nhân viên của mày ấy. Còn tao nghỉ việc rồi. Tao không cần lời xin lỗi của mày làm gì đâu. Tao xin lỗi với tư cách là một người bạn. Xin lỗi vì là không nghĩ đến cảm xúc của mày. Tất cả lỗi của tao. Mày suy nghĩ được như thế là tốt rồi. Thôi, mày về đi. Mày về cùng tao nhé. Cho tao cơ hội để ở bên cạnh mày một lần nữa. Bây giờ thì tao đã nhận ra sai lầm lớn nhất của tao không phải là đánh mất em, mà đánh mất mày. Mày... Chị, đi về đi. Em kể hết cho chủ tịch nghe rồi. Cậu... Này,
mày mà không về là tao chuyển hộ khẩu đến đây ở luôn đấy. Mà đợi một chút nhá, em đi chuẩn bị xe. Từ từ, để thay đồ đấy chứ. À, vợ, quên. Vợ. Đi về nhá, về còn nấu cơm cho tao ăn nữa chứ. Ừ. Nào, đi cởi đồ cho. Mày em ăn món gì được nhỉ? Ăn xúc cua mày thích đấy. Ồ, sếp bảo mình đến chỗ cũ chờ mà bây giờ đến chỗ cũ rồi sao không thấy nhỉ? Cái cậu này, chả có tí mà gọi suốt thế. Cô gì ơi? Anh gọi tôi à? Có chuyện gì không anh? À, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Tôi là người khi nãy đi hiến máu mà ngồi bên cạnh bàn cô ấy. Thì ra là anh à? Vừa nãy y tá cắm kim tiêm, anh hét lên mà tôi ngồi bên này cũng hoảng theo anh đấy. Thì lần đầu ai mà chả bỡ ngỡ. Cảm ơn cô nhá, vì đã cho tôi hộp sữa. Không có gì đâu. Mà thôi, tôi bận việc rồi, tôi về trước đây. Chào anh nhá. Khoan đã, ít nhất thì cô cũng cho tôi biết số điện thoại của cô chứ. Có duyên sẽ gặp lại thôi, anh vội làm gì. Biết là thế, nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để được gặp em thôi mà. Không ngờ là sếp em cũng có ngày bị phũ. Quê, quê. Còn bị phũ dài dài, thế nên cậu không cần phải vui mừng một cách quá khích như thế đâu. Đi về sếp ơi. Về cái gì mà về. Này, bây giờ này nhá, tôi với cậu đi theo cô ấy, xem nhà cô ấy ở đâu. U là trời, sếp định chơi lớn xem em có trầm trồ không đấy à? Lớn lớn cái gì, đi nhanh mất dấu bây giờ. Anh à, hay là anh đứng đây chờ nhá. Em vào trong xem chị vào quán uống cà phê làm cái gì chứ. Mình đứng đây mình đợi hơn 15 phút đồng hồ thì biết đâu mà lần anh. Thôi rồi, bây giờ cậu đưa tôi về đi. Sau lát nữa, cậu quay lại quán cà phê này, tìm hiểu mọi thông tin về cô ấy cho tôi, được chưa? Thôi cũng được ạ. Đi về. Bác ơi, bác có thấy dễ chịu không ạ? Dễ chịu lắm cháu ạ. Đúng là chuyên gia sức khỏe quá khác. Ơ, mẹ, sao mẹ đến công ty mà không nói cho con biết trước à? Rồi cô gái này là ai à? Chào anh Tân, em là Bảo Linh ạ. Em có nghe bác kể về anh rất là nhiều, hôm nay mới được gặp anh. Mẹ không báo trước cho con ý là vì muốn cho con một bất ngờ. Hôm nay mẹ đưa con bé này đến đây thì hai đứa làm quen ấy. Mẹ, gặp con làm cái gì ạ? Mẹ đừng nói là... Thì đúng chứ sao. Hai đứa cứ tìm hiểu đi. Được thì tiến tới, mà không được ý, thì làm bạn với nhau. Có mất mát cái gì đâu. Còn... Thế nhưng mà mẹ quen cô ấy như thế nào? Mẹ còn chưa biết cô ấy tốt hay xấu. Sao mẹ dễ tin người thế? Anh Tân, anh không thích em cũng được, nhưng mà em không thể nào mà chấp nhận nổi người khác coi thường em như thế đâu ạ. Mẹ quen con bé trong một lần đi chợ, mẹ đánh rơi ví, con bé nhặt được đem trả lại mẹ, không thiếu một xu nào. Mẹ cảm ơn con bé bằng tiền mặt, nhưng mà nó không nhận. Con thử nghĩ xem, một người như thế sao có thể là người xấu được. Bác à, cháu phải làm như thế thì mới lấy được lòng tin của bác chứ. Cháu thích anh Tân từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa có cơ hội để tiếp cận mà thôi. Thôi rồi, con nghe mẹ. Nhưng mà chiều nay con có cuộc họp với khách hàng rồi, là con bận, không đưa mẹ và Linh đi ăn được. Có gì để hôm khác con sắp xếp, đưa mẹ và Linh đi ăn sau nhé.
Vậy thôi hai bác cháu mình về đi, rồi hôm khác mình đi ăn sau nhá. Bác ơi, nếu như mà bây giờ Tân bận ý, hay là cháu đưa bác đi ăn nhá. Có hai bác cháu mình ngồi nói chuyện với nhau cũng vui hơn mà. Chứ bác về nhà bây giờ thì cũng chán. Được như thế thì tốt quá. Vậy bác cháu mình đi ăn đi. Tân này, mẹ đi về đã đây. Con sắp xếp thời gian đi rồi báo lại cho mẹ biết nhá. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Đi thôi con. Con chào mẹ. Ôi, trời ơi, cái gì đây? Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Cậu này tự nhiên như rùa ấy nhỉ? Sao? Thế nào? Tìm hiểu được gì không? Đã đi là phải có thu hoạch chứ. Rất nhiều là đằng khác. Ôi giời ơi, nói nhanh lên, không mất hết độ nóng sốt bây giờ. Này lau mồ hôi đi. Gì? Sếp làm như này chết. Có ai nhìn thấy không hay đâu ạ. Lắm chuyện đấy. Cậu cứ đùa thế có ngày thật đấy. Lúc đấy cả một bầu trời tím lịm thì mệt lắm. Thế nào? Cuối là Hoa đã có chủ chưa? Hoa thì chưa có chủ nhưng mà có nụ rồi sếp ạ. Nụ? Hoa có nụ có nghĩa là cô ấy có con rồi á? Không, làm sao có thể như thế được? Không chuyện gì là không thể. Thế làm gì mà có chuyện một cô gái xinh đẹp ở thế đến bây giờ mà là chủ quán cà phê, ai tán cũng từ chối hết. Ở đây không có chuyện phỏng đoán. Tốt nhất là từ ngày mai ấy, mỗi ngày cậu phải ra đây uống cà phê cho tôi, xong rồi tìm hiểu mọi thông tin đưa về đây cho tôi. Ok. Dạ được ạ. Chủ tịch nói gì mà chả được. Chủ tịch đã nói thế thì em có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em cũng không từ. Tôi đang khổ tâm lắm đây. Mẹ tôi đang bắt lấy cô Linh. À, hay là cậu... Em xin sếp, cái việc này tổ tiên em sống dậy làm cũng không được đâu. Thôi, bây giờ em đi rửa xe. Xe bẩn lắm rồi. Xe bẩn lắm rồi. Xe bẩn lắm rồi, em đi đây. Em đi đi. Hoa nó có nụ à? Cái cậu này vào cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ra. Đây rồi, đây rồi. Sao, sao? Sếp à? Quả này nhá, sếp phải thưởng cho em vài tháng lương thì mới đáng. Rồi rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế như nào? Cô ấy có nhận quà của anh không? Có nhắn gì cho anh không? Nhắn thì có nhắn. Thế mà nhưng mà sếp có đủ can đảm để nghe không thôi. Này, nếu như mà cậu muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi ấy, tốt nhất chừa lúc khác nhá. Bây giờ tôi không có hứng để đùa đâu. Đấy nha, đây là sếp bắt em nói đấy nha. Sao? Cô An bảo như này này. Không đời nào giữa mùa hè đắp chăn. Rồi sếp bảo đem một quà này về cho anh. Ok. Rồi còn dặn là mang về cho sếp anh dùng dần. Chứ da mặt dày quá thì cũng không tốt. Với cả là dặn anh là sống ở đời phải có tí lòng tự trọng với cả là liêm sỉ. Chứ ai đời suốt ngày bắt lính đi tán gái hụ. Ok. Mà này, có phải là cô ấy nói không đấy? Hay là cậu bịa ra đúng không? Cậu tính trả đũa tôi gì? Em thề. Anh không tin vào mà xem. Thề, thề. Còn nữa này, cái chuyện này mới kinh khủng này. Còn cái câu chốt ấy, nó rất là kinh khủng luôn. Thôi, cậu giữ làm bí mật riêng đi. Này, sếp mà không nghe nhá là sau này sếp hối hận đấy. Thì nói nhanh đi, nhanh. Chị An bảo như này. Quà thì chị ấy không thể nhận. Nhưng mà khi nào anh rảnh ấy thì qua chị mời chồng cà phê. Ui, thật à? Thật mà. Em thề. Lại thề. Cái thề.
cuối cùng có chút hy vọng rồi. Bước đầu thành công. Em thì em cũng mừng cho chủ tịch. Có vợ cũng đỡ hơn là sống một mình. Chứ ai đời nửa đêm say rượu thì bắt em đi mua cháo, không mua được bắt nấu em cũng chịu. Bắt đầu rồi đấy. Giữ bí mật nghe chưa. Rồi vào trong xe anh nghỉ ngơi tí đi. Anh vào làm ly cà phê. Người có tình yêu ấy. Giá kể như là yêu nhầm phải người vừa giàu vừa đẹp trai thì cũng phải đỡ khổ không? Người ta thì hồng nhan bạc tỷ, mình hồng nhan bạc triệu không nổi nữa. Nhưng mà chán ghê. Ô, phao cứu sinh của mình kìa. Mà đi đâu không biết nữa. Người gì mà lạnh lùng, nhắn tin gọi điện bao nhiêu không thèm trả lời. Được rồi, hôm nay tôi sẽ xem là anh đi đâu, làm gì với ai. Anh chết với tôi. Chào anh dùng gì ạ? Cho anh một ly cà phê đen đá nhé. Dạ vâng, anh chờ em chút ạ. Dạ, chào chị dùng gì ạ? Dạ vâng, chị chờ em một chút ạ. Cà phê của chị đây ạ. Cà phê của anh đây. Cà phê chiều đã thấy ngon rồi. Có thể làm phiền bà chủ ngồi đây một lát. Ngồi thì được, nhưng mà không có miễn phí đâu nhá. Ok thôi, chỉ cần ăn đồng ý. Giá nào tôi cũng theo. Anh thử đi, xem đã đủ đắng chưa. Nói thật, tình yêu của anh nó cũng đáng như ly cà phê này vậy. Bây giờ không biết làm thế nào để gọt nữa. Tình yêu của anh mà anh còn không biết thì ai biết ạ? Dù sao thì em cũng là bà chủ quán này. Cũng biết cà phê đắng thì cho em được. Em có thể cho anh lời khuyên này. Về cái gì cơ? Về tình yêu của anh vì sao lại đắng á? Anh cũng bẻ lại nhanh thật đấy. Nhưng mà em hỏi thật, bình quân anh theo đuổi một cô gái bao lâu thì từ bỏ? Nói thật, từ nhỏ cho đến khi học đại học ấy, anh chỉ biết học. Học và học thôi. Học phía trong nước, rồi ra nước ngoài học. Học ở nước ngoài xong rồi lại về nước, cố gắng làm việc để phát triển sự nghiệp. Nói thật là không có thời gian để tìm hiểu ai cả. Và cũng không biết là có ai thích mình nữa. Anh khéo nói thật đấy. Tôi hay bị dị ứng với mấy người khéo nói lắm. Mà thôi, vào vấn đề chính luôn nhá. Tại sao anh chưa tìm hiểu gì về tôi mà lại muốn theo đuổi và yêu tôi? Cô gái này trong bên ngoài thì nhu mì hiền lành, nhưng có vẻ bên trong đã quyết đoán và cực kỳ thẳng thắn. Nếu không khéo, đừng nói là lòng yêu, đến cả làm bạn với cô ấy cũng không được. Thực ra thì tôi không phủ nhận việc tôi thích An. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi mà chúng ta cùng nhau đi hiến máu, cái lúc đó mặt tôi thì tái xanh mét, còn An thì cứ tỏ ra thản nhiên như không có gì xảy ra vậy. Thật sự, tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi biết là sẽ cần rất nhiều thời gian, cho nên tôi không vội. Tôi khẳng định là một lần nữa, hiện tại tôi chưa có người yêu. Bố tôi đã mất, còn mẹ tôi
chỉ là một người lương thiện, có tấm lòng thương người và rất bao dung. Anh yên tâm nhé. Cảm ơn anh, nhưng mà có một sự thật tôi cần phải cho anh biết. Tôi có một đứa con rồi, tôi là mẹ đơn thân. Anh có thể thương hai mẹ con tôi được không? Anh Tân ơi là anh Tân, anh nghĩ là mẹ sẽ đồng ý cho anh lấy gái lạ dòng hay sao? Anh cứ chờ đấy, anh phải là của tôi. Cháu nói sao cơ? Thằng Tân nhà bác đang yêu và muốn lấy một người đã có con riêng á? Vâng ạ, không những thế, anh Tân còn bảo là cô ta cứ cất nhắc, rồi anh ta đợi đến bao giờ cũng được ạ. Như thế làm sao được? Cháu thì sao cũng được, có điều là cháu chỉ sợ là anh ta bị lợi dụng thôi ạ. Có khi cô ta chỉ cưới một thời gian, sau đó rồi ly hôn, rồi đương nhiên là một phần tài sản sẽ thuộc về cô ta ạ. Nhưng mà làm sao cháu lại biết hết mọi chuyện như vậy? Cháu vô tình hẹn khách hàng ở đó, không ngờ lại gặp anh Tân. Họ ngồi nói chuyện ngay đằng sau lưng cháu ạ. Như vậy có nghĩa là cháu với con trai bác cũng có duyên đấy chứ. Thôi thế này, cho bác địa chỉ đi, xong cháu về trước để bác đến quán cà phê xem tình hình như thế nào. Dạ vâng, có gì bác gọi cho đến ngay ạ. Nhớ nhắn một tin nhắn cho bác nhé. Bác đi đây. Thôi bác. Mời bác ngồi ạ. Cảm ơn cháu. Dạ, bác dùng gì để cháu làm ạ? Cho bác cốc nước cam nhé. Dạ vâng, bác chờ cháu một chút ạ. Phải chi con bé cùng ô con riêng thì mình cũng không ngăn cản làm gì. Mới nhìn đã thấy có thiện cảm. Thằng Tân nhà mình như vậy mà cũng có mắt nhìn người đấy chứ. Dạ, nước cam của bác đây, hy vọng là hợp hợp vị với bác ạ. Bác xin, cháu bận việc gì cứ đi làm đi, bác ngồi đây đợi bạn một chút. Dạ vâng ạ. Dạ alo, cô giáo ạ, em nghe đây ạ. Sao cơ, bé Bin bị ngã phải nhập viện đấy ạ? Dạ vâng vâng, em đến ngay đây ạ. Thôi chết rồi, bây giờ quán không đóng cửa được, mà để khách ngồi của mình cũng không xong, làm sao bây giờ đây? Chị An, cậu bé Bin bị ngã phải nhập viện rồi, cậu ở đây trong quán giúp tôi với nhá. Cảm ơn cậu. Cháu chào bác ạ. Sao hôm nay bác lại có nhà hứng đi uống cà phê một mình thế ạ? Lại còn phải hỏi nữa à? Bác đã biết hết mọi chuyện rồi. Hôm nay bác đến đây để xem cô bé này có sức hút gì mà khiến con trai bác phải say như điếu đổ đến vậy. Thế bác thấy chị ấy như nào ạ? Mới quan sát thì bác thấy cô bé cũng là một người đàng hoàng, nhã nhặn. Nhưng mà lâu dài thì không biết như thế nào. Nói chung là biết người biết mặt khó biết lòng. Ui, thế thì tuyệt vời luôn bác ạ. À, mà cháu mới tìm hiểu được chuyện này, anh Tân còn chưa biết luôn bác ạ. Thế cháu biết cô ta lâu chưa? Thì anh Tân bảo cháu đến đây để tìm hiểu chị ấy. Thế xong rồi ngày nào cháu cũng đến đây uống cà phê rồi làm thân. Thế thật luôn thật. Thế rốt cuộc chuyện mà cháu đang nói là chuyện gì? Có chơi gì vậy? Anh Tân, hôm nay em qua đây để thăm anh. Em có mang một chút trái cây qua này. Anh Tân này, cái này em đã rửa sạch rồi đấy, anh ăn thử xem là có ngon không ạ? Cô đừng làm như thế. Có thể bạn gái của tôi không thích đâu, cho nên tôi xin phép từ chối nhận. Cô đem về đi. Bạn gái? Sao có thể như thế được chứ? Với lại bác gái nhất định sẽ không đồng ý một người phụ nữ đã có con như thế đâu. Trời đất ơi, Bảo Linh ơi là Bảo Linh, sao mày lại nhớ mồm vào giờ phút quan trọng này cơ chứ?
cũng tốn công đi chứ. Tìm hiểu là khá rõ về cô ấy, phải không nhỉ? Nhưng mà tôi nói này, cho dù cô có biết bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, và dù cô ấy có không yêu tôi, thì tôi cũng không bao giờ yêu cô đâu. À không, ngay cả là bạn với cô, tôi cũng không. Còn bây giờ ấy, cô đi về đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cầm cả thế này về nữa. Đi đi. Anh Tân, nếu như mà em có nói gì sai ấy, thì mong bỏ qua. Anh xua đuổi em cũng được, nhưng mà em nhất định ấy, không bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu. Đúng là bực mình. Sống với cô ta một ngày chắc mình chết mất. Sao giờ này rồi mà vẫn chưa thấy cậu Duy gọi điện nhỉ? Gì mà thiêng thế? Vừa nhắc xong. Alo, sao rồi? Hả? Mẹ tôi đang ở đấy á? Chết tôi rồi. Hy vọng là mẹ chưa nói gì làm tổn thương cô ấy. Anh đi đâu mà chạy vội thế? Sao cô lại ở đây? Tôi tưởng là cô trong quán mà. Tôi tại vì con của cô ấy phải nhập viện. Mẹ. Mẹ anh ấy hả? Đúng. Bác đến đây là để gặp cháu. Những gì cần biết, bác đã biết hết rồi. Giờ hai đứa cứ đứng đây nói chuyện đi. Bác có việc phải về trước. Dạ vâng ạ. Cô Duy. Dạ. Cậu đưa mẹ tôi về đi. Lát nữa tôi bắt taxi về cũng được. Dạ vâng ạ. Em đi trước đi ạ. Bác ơi đợi cháu với. Làm em sợ quá. Này, em bảo là em không quan tâm anh, thế sao em lại sợ mẹ anh như thế? Anh biết rồi nha. Em thích anh đúng không? Em thích anh thì sao? Mẹ anh cũng đâu đồng ý cho anh lấy em, một người phụ nữ có con riêng. À, hiện tại mẹ chưa chấp nhận. Thì mình có thể cùng nhau chờ được không? Thì lần đầu tiên mà anh gặp em, anh đã thích em rồi. Và anh quyết tâm phải lấy em làm vợ. Ngoài em ra, anh không yêu anh. Anh đang gây áp lực cho em đấy à? Anh nào dám chứ. Thế thì đi về thôi. Ờ, thôi chết, em quên mất, thằng Cubin nhà em đang nhập viện, em phải đi trước đây. Ok, chờ anh đã. Bác ơi, sau khi đi một vòng thì bác còn muốn đi đâu nữa không, để cháu đưa đi à? Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện. Về tình mà nói, lẽ ra tôi phải chấp nhận chuyện của Tân và An, miễn sao Tân nó hạnh phúc là được. Nhưng xét về lý thì tôi lại thấy nó cứ sai sai, vì vẫn còn nhiều người tốt hơn cơ mà. Chuyên viên sức khỏe lại đi phát tờ rơi thế kia nhỉ? Vẫn là mình dễ bị lừa. Suýt nữa thì hại con trai mình rồi. Duy này. Dạ. Cậu đưa tôi đến một cửa hàng hoa đi, rồi qua đón Tân. Mình sẽ đi chơi một chuyến. Dạ vâng ạ, cháu đi ngay ạ. Đúng rồi, ở với bà ngoại là phải ngoan chứ. Có khách đến rồi, mẹ tắt máy đây. Tối mẹ vào nói chuyện với con nhé. Ở với bà ngoại là đừng có khóc đấy. Mẹ chào hai bà cháu. Cháu chào bác, chào anh Tân. Sao hôm nay cả nhà lại đến quán thăm cháu thế này ạ? Anh chả biết nữa.
Tự nhiên mẹ anh đến tận công ty đó anh đi, xong rồi chả nói anh cái gì cả, đùng đùng đưa anh qua đây. Nhìn hai đứa có tướng phu thê thật đấy. Hôm nay ngay tại đây, mẹ chính thức tuyên bố đồng ý cho hai đứa đến với nhau, rồi cùng nhau chăm sóc cho bé Bin. Mẹ đã nghe Duy kể chuyện rồi, bé Bin chỉ là con nuôi bị bố mẹ bỏ rơi, may mắn được An đón về nuôi dưỡng. An là một cô gái tốt bụng và chịu nhiều thiệt thòi. Tân sau này phải yêu thương và chung thủy tốt với hai mẹ con An nghe chưa? Con hứa với mẹ, con sẽ làm được những điều mà mẹ nói. Sếp sếp. An, em làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Nào nào nào. Hai bác cháu mình đi ra ngoài đi. Để cho hai người yêu nhau, người ta còn có khoảng không gian riêng tư chứ. Dạ vâng ạ, em sẽ đi trước ạ. Mẹ đi nhá. Dạ vâng ạ, con chào mẹ. Sếp có vợ rồi. Sếp có vợ rồi. Con cảm ơn mẹ đã đồng ý ạ. Không uổng công mình chờ đợi từ sớm, cuối cùng cũng mua được món mình thích. Úi trời ơi, mới sáng sớm mà chạy gì như ma đuổi thế, tao còn va vào mình nữa chứ. Ấu quá. À, chết rồi, không đứng lên được rồi. Bảo bối của mình bị đổ hết rồi. Ôi dồi ôi, sao mà số tôi khổ thế này. Làm sao bây giờ đây? Cô ơi, cô Bình Ca, cô không sao chứ? Chân tôi đau quá, không đứng lên được. Nhưng mà lòng tôi còn đau hơn nữa cơ. Trời ơi, cô ngã kiểu gì mà đau lòng được thế? Anh nhìn đi, bảo bối của tôi bị đổ hết rồi, bảo sao không đau lòng cho được. Ôi trời, bà trẻ ơi, cô lo cho cái chân của cô ấy kìa. Nó còn đau hơn cả cái chân của tôi đấy. Để tôi xem nào. Ôi à, tôi anh đừng nắn nữa, đau. Chân của cô bị trẹo rồi, như này không ổn đâu. Để tôi đưa cô đi viện nhá. Không, không được đâu, tôi không đi viện đâu. Tôi không đi viện đâu. Sao thế? Chân của cô bị không nhẹ đâu đấy, phải đi viện. Đi. À, không được. Tôi cầu xin anh đấy, anh nghĩ cách khác giúp tôi đi. Chứ bây giờ anh mà đưa tôi đi viện, tôi còn chết trước khi chết vì đau chân đấy. Con gái khó hiểu thật đấy. Rồi rồi, tôi chịu cô. Bây giờ thế này đi, nhà tôi cũng ở gần đấy, cũng có đồ cứu thương. Tôi đưa cô về nhà tôi, tôi sơ cứu cho cô trước. Nhưng mà này, nếu như mà chân cô bị nặng quá ấy, còn phải đi viện nữa chưa? Nếu không tội lỗi gì đổ hết đầu tôi thì đẹp lắm. Tân lệnh. Bây giờ tôi sẽ cõng cô về nhá. Cố gắng đứng một chút. Từ từ tôi. Đến được tôi đi. Thôi, ngồi xuống nào. Ây ạ. Chồng cô người nhỏ xíu thế này mà nặng gớm nhỉ. Tôi muốn bại liệt cái tay luôn đấy. Đâu có đâu, tôi vẫn gầy lắm mà. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Tuy là dạo này có hơi tăng cân một chút thôi, nhưng mà vẫn đang còn gầy lắm. Mà anh đàn ông đàn ang cái kiểu gì đấy, mới có dìu người ta xíu thôi mà đã than mệt rồi. Ờ hay, cô nói chuyện với ân nhân mình kiểu thế à? Tệ, quá tệ. Và quên chị giới thiệu với cô, tôi là Tân. Còn tôi là An, Hồng An. Chờ tôi một chút nhá.
nhẹ tay thôi, anh không biết Thương Hoa Tiếc Ngọc gì à? Không, tôi chả biết gì đâu. Cảm ơn cô đã khen nhé. Ở đấy. Anh cũng tâm hồn thiếu nữ phết nhở, lại còn bực nơ nữa chứ. Cô ấy chỉ gió bắt bẻ thôi. Mà này, cô đói không? Chắc là từ sáng giờ đứng chờ nước, chưa ăn gì đúng không? Tự nhiên anh nhắc làm tôi lại thấy đau lòng. Bảo bối của tôi còn chưa kịp uống mà đã đổ hết rồi. Không biết là sáng nay tôi bước chân nào xuống giường mà xui xẻo thế không biết. Nhưng mà tôi cũng đói rồi. Anh có cái gì không? Cho tôi ăn kém á. Tôi chịu cô đấy. Tôi chưa thấy người nào mà lo cho cốc nước còn hơn cả cái chân của mình. Này, nhà tôi chỉ có sữa thôi. Cô uống không? Có, cái gì cũng được hết. Thế chờ tôi một chút. Sữa đây, sữa đây. Uống đi. Cảm ơn anh nhá. Hôm nay mà không có anh, tôi không biết phải làm thế nào ấy. Có gì đâu, chuyện nên làm mà. Nhưng mà nhớ lần sau đi cẩn thận một chút. Hiếm người tốt bụng như tôi lắm. Uống hết đi nhá. Uống xong rồi tôi đưa cô về. Lát nữa tôi có công việc nữa. Tôi uống xong rồi, đi về thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Hôm sau cho tôi mời anh một bữa để cảm ơn nhé. Không ngờ là cô còn có lương tâm như thế đấy. Nhưng mà cơm thì không cần đâu, cho nên làm mà. Không được từ chối. Anh mà từ chối là tôi áy náy lắm. Ok, được rồi, đi về đi. Tiếp theo thôi. Đi à? Lâu rồi không gặp. Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn. Trái đất đúng là tròn rồi đấy. Linh, người ân nhân cứu tớ mà tớ kể với cậu chính là Tân đây. Giới thiệu với Tân, đây là Linh, bạn thân của tớ. Tại vì nghĩ đi một mình thì buồn, cho nên là rủ nó đi theo. Không ngờ là hai người lại quen biết nhau từ trước. Mà cũng không có gì lạ. Cô bạn thân của tớ vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, cho nên là có nhiều bạn bè là điều ai cũng biết mà. Cậu này cũng giỏi dẻo miệng thật đấy. Mà thôi, chúng ta chuẩn bị ăn thôi nhở. Ừ, ngồi đi. Để Tân phải chờ lâu rồi, xin lỗi anh nhá. Không sao đâu, tôi vừa mới đến thôi. Mà chờ lâu một chút nữa cũng chẳng sao cả. Được chờ hai người đẹp thế này, nhiều người ước cũng chẳng được đấy chứ. Trời đất ơi, đây có phải là Tân mà tôi quen không đấy? Ông cũng biết nói với cái lời ngọt ngào này á. Mẹ Linh, cậu nói như thế nhỡ đâu ăn hiểu lầm thì làm sao? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Đừng có bảo với tớ ấy là cậu ngại đấy nhá. Cậu, chịu cậu. An ơi, tớ kể cho cậu nghe nhá. Tân hồi trước ấy học cùng đại học với tớ. Mà ở lớp ấy, cậu ấy có một cái biệt danh. Đấy là Tân Đầu Gỗ. Thế mà không hiểu sao gặp cậu ấy biết nói ra mấy cái lời đấy luôn ấy. Đâu rồi, tớ sốc luôn ấy. Tớ thấy cũng đâu có giống đâu. Thôi thôi thôi, mọi người ăn đi, dùng bữa đi, không có đồ ăn quậy hết rồi. Ăn thử đi, món này nữa, ngon lắm đấy. Này, cậu hơi bị phân biệt đối xử rồi đấy nhá, cóc mỗi cho An thôi. Người ta bảo là qua sông phải mắc cầu kiều, muốn yêu cô em ý thì phải chiều cô chị, hiểu chưa? Mày lưu thuyền cái gì đấy? Yêu đương gì ở đây? Này, hai cái chữ thích A đấy nó hiện lù lù trên trán cậu rồi đấy. Này, cậu cứ nói tay tinh, có tin tôi đấm cho cậu một trận. Thôi, kẻ hèn này làm sao mà có thể chiến thắng song kiếm hợp bích Tân An cơ chứ? Mới ngày một cái hai gặp nhau đã thế này rồi, không hiểu là sau này sống làm sao bây giờ. Thôi, cậu mau ăn đi. Nói ta anh tinh.
Thôi, con nghe dùng bữa đi. Đây, gặp cho được chưa? Lắm cơ, nghe tí. Em chào chị An phải không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ, có người đặt hoa bên shop em gửi cho chị ạ. Chị nhận giúp em đấy. Em cảm ơn ạ. Dạ, em xin phép. Sau cả tháng nay Tân cứ tặng hoa cho mình là có ý đồ gì nhở? Chưa, tôi đợi em ở dưới sảnh. Mình cùng đi ăn nhé. Anh Tân, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. Tặng em này. Chả em bao lâu tôi cũng chả được. Đáng yêu thế. À, mà cảm ơn hoa cả tháng này anh tặng tôi nhá. Có gì đâu chứ. Đơn giản đó là điều tôi muốn làm mà. Em đừng cảm ơn. Thôi, mình đi ăn nhá. Tặng ăn một bông hoa nhỏ cho cuối ngày. Bó hoa mỗi sáng sắp ngập phòng tôi luôn rồi đấy. Em có rảnh không? Đi dạo với tôi một chút. Được thôi. Hồng An này, con người chúng ta đôi khi phải làm những chuyện bắt buộc. Mà những chuyện bắt buộc đó là trái với lương tâm của mình. Không có sự lựa chọn nào khác. Thật day dứt nhở? Tân, anh đang có chuyện gì à? Nói cho tôi biết được không? Biết đâu tôi lại có thể giúp gì được cho anh. Tôi cũng muốn lắm chứ. Còn những chuyện chính bản thân mình cũng không dám đối mặt với nó. Tôi... Anh nói tiếp đi. Tôi vẫn đang ở đây, vẫn đang nghe anh nói mà. Tôi không phải là người tốt. Tôi sợ. Tôi rất sợ làm em tổn thương. Nhưng tôi không thể kìm nén được tình cảm của mình. Tôi rất do dự và dây dứt lắm. Tân, anh đang có chuyện gì quan trọng giấu tôi đúng không? Tôi sẽ không làm anh khó xử đâu. Có lẽ là do tôi vẫn chưa đủ tin tưởng. Tôi sẽ chờ một ngày để anh tự nguyện nói ra mọi chuyện với tôi. Được. Nhưng có một chuyện rất quan trọng tôi muốn nói cho em biết. Em nghe cho kỹ nhé. Hồng An, làm bạn gái anh nhá. Này, bao nhiêu người ở đây, anh nói to thế, ngại quá. Hả? Em có đồng ý không? Nếu có không đồng ý, em sẽ bỏ nó. Em đồng ý. Thế chứ. Chuyện quan trọng chưa? Linh, An, hai cô là hai nhân tố tiềm năng, tuổi trẻ tài cao của công ty. Tôi rất muốn trọng dụng năng lực của hai người. Hiện tại thì chức trưởng phòng tài chính đang trống. Tôi sẽ cho hai cô một cơ hội để thể hiện bản thân, cũng như là một cơ hội để ngồi vào chiếc ghế đấy.
Đây là tài liệu về một dự án của công ty đối tác quan trọng ở bên ta. Các cô xem đi. Tôi hy vọng qua đợt này các cô sẽ làm tốt để tôi thấy được năng lực của hai người. SBM là một công ty lớn, một chức vụ cao và trọng yếu như thế, hẳn là một bàn đạp rất là tốt trong tương lai. Chúc may mắn nhé. Dạ vâng ạ, em hứa là em sẽ cố gắng hết sức, không làm thất vọng đâu ạ. Bản báo cáo của em sẽ là bản báo cáo tốt nhất ạ. Còn trẻ mà có quyết tâm lớn như vậy là tốt. Em cũng sẽ cố gắng hết mình ạ. Được rồi, hai cô đi ra ngoài đi. Em chào chủ tịch. Em xin phép ạ. Chúc mừng cậu nhá. Không ngờ là cũng có ngày chúng ta trở thành đối thủ của nhau đấy. Hai chúng ta cùng cố gắng nhá, cùng quyết tâm. Em. Anh đến rồi đấy à? Đúng lúc đệ tử đang có chút việc, cần sư phụ chỉ giáo đây này. Mất phí đấy nhỉ? Không phải muốn là được đâu. Tôi chỉ có cái thân xác này thôi, anh có lấy thì lấy. Thế á? Ý. Em đùa đấy, anh cười kiểu gì đấy? Ai bảo em mạnh miệng lắm cơ mà. Tưởng thế nào? Thôi, chỉ giúp em cái bản báo cáo này đi. Có vài chỗ em chưa hiểu mà em sắp phải nộp rồi. Ừ, anh xem nào. Cái bản báo cáo này là bản báo cáo mà em dùng để tranh chức trưởng phòng với cái Linh đấy. Em tâm huyết với nó lắm. Tuy hai đứa em là bạn thân với nhau, nhưng mà không vì thế mà nhường nhịn nhau được. Nó phải đi lên từ thực lực, đúng không anh? Anh Tân. Hả? À, đúng rồi. Phải đi lên bằng chính đôi chân của mình em ạ. An, em về rồi đấy à? Mệt lắm phải không? Uầy, hôm nay có chuyện gì vui mà bạn trai của em lại lãng mạn thế này? Có gì đâu chứ. Anh chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Chúc em ngày mai trình bày báo cáo thành công mà. Cảm ơn anh. Em đúng là hạnh phúc khi gặp được anh mà. Thôi, thì dùng bữa đi. Em ăn đi. Ngon lắm đấy. Anh cũng ăn đi. Sao mà cứ ngồi nhìn em thế? Nhìn em ăn, anh cảm thấy vui. Anh này, có hai đứa mình thôi thì cứ thoải mái đi. Sao mà cứ làm cái vẻ mặt nghiêm trọng thế? Có chuyện này anh nghĩ là anh không thể giấu em mãi được. Hai năm trước bố anh mắc bệnh ung thư, phải cần rất nhiều tiền để chữa trị. Gia đình anh đã phải dồn hết kinh tế để xạ trị cho. Nhưng thời gian không kéo dài được bao lâu. 6 tháng sau là bố anh mất. Do không chịu được cú sốc này,
đổ bệnh theo. Anh đã vừa phải chăm mẹ, vừa phải đi làm kiếm tiền. Vì thế mà kinh tế và sức lực cứ quẹt quẹ từ đó. Và trong một ngày anh biết được Linh chính là con gái giám đốc bệnh viện nơi mà mẹ em đang chữa trị. Trước đây anh và Linh là bạn học trong đại học, nên anh đã tới tìm Linh và nhờ sự giúp đỡ. Đã ra cho anh một điều kiện. Điều kiện đó là anh phải tiếp cận và khiến em yêu anh. Bản tài liệu để chuẩn bị cho vị trí dược phòng, thực ra Linh đã có trước và đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhưng có vẻ Linh vẫn không yên tâm về em nên đã bảo anh làm thế. Chưa hết, Linh đã yêu cầu anh là đưa tài liệu mật của công ty giấu vào túi tài liệu của em. Trong ngày mai, công ty sẽ có thông báo tài liệu mật của công ty bị mất, và nó sẽ được tìm thấy ở chỗ của em. Và sau đó em sẽ phải đi tù. Anh không phải người như thế. Anh nói đi, cả Linh là bạn thân em, nó không thể nào đối xử với em như thế được. Không phải. Anh nói đi, tất cả là nói dối, chỉ là nói dối thôi đúng không? Anh, em bình tĩnh đi. Anh biết việc làm đó là sai, nhưng cũng chỉ do anh bị dồn vào bước đường cùng nên anh mới phải làm thế. Anh xin lỗi em. Hãy cho anh cơ hội để được sửa sai được không em? Thế còn bản báo cáo, anh có chỉ dẫn sai cho em không? Không hề. Đó là tất cả những gì tốt nhất anh có thể làm được cho em. Còn đây, em toàn quay xử lý. Đừng khóc nữa. Em có thể mắng anh, đánh anh cũng được, nhưng đừng khóc. Được rồi, em nghĩ thông chuyện của anh rồi, em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng còn Linh, tại sao cô ấy lại làm thế với em? Chúng em là bạn thân của nhau mà. Thế còn mẹ của anh, ngày mai Linh sẽ biết là anh phản bội cô ấy, mẹ của anh thì sao? Anh cũng không biết nữa. Đúng rồi, em còn nhớ ra một người bác ấy cũng có một bệnh viện mà nơi đó
còn là một nơi điều trị rất tốt. Để em hỏi bác ấy thử xem sao. Alo, con chào bác ạ. Dạ vâng, con là An đây. Dạo này bác có khỏe không ạ? Dạ, bố mẹ con vẫn khỏe ạ. Hơi xấu hổ, nhưng mà con có một việc cần nhờ bác giúp. Bạn con, mẹ của anh ấy bị bệnh rất nặng, đang cần một nơi điều trị tốt. Không biết là bác có giúp được không ạ? Dạ, thế thì tốt quá. Thế để con kêu bạn con tối nay đưa mẹ anh ấy qua luôn trong đêm nay ạ. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Con chào bác ạ. Anh cảm ơn em. Còn tài liệu này, anh cứ giao cho em. Chúc mừng hai người. Cuối cùng thì ngày thu lại lưới mà mình đăng quang cũng đã đến. Không biết là ai sẽ là tân trưởng phòng mới đây? Chắc là An rồi ạ. Năng lực của cậu ấy tốt như thế, em làm sao mà bằng được ạ? Vẫn câu nói cũ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Thôi được rồi, bắt đầu thôi nào. Dạ, thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo của em ạ. Em xin phép trình bày. Anh thấy bản báo cáo của em sao ạ? Cũng khá là tốt. Tiếp theo, đến công an đấy. Là cô. Em xin hết ạ. Tốt. Tốt lắm. Thế này thì không cần phải xem xét gì nữa. Vị trí trưởng phòng sẽ là của cô. Sao có thể như thế được ạ? Cô có bất mãn gì với quyết định của tôi à? Không ạ. Em hơi bị kích động quá. Em xin lỗi chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng và giao vị trí quan trọng cho tôi. Ở một cương vị mới, tôi sẽ cố gắng thật tốt để hoàn thành tốt công việc của mình. Mong anh chỉ bảo ạ. Được rồi, cô là một người có thực lực mà. Chờ một chút, tôi nghe điện thoại. Alo. Sao? Tài liệu mật bị mất trong nội bộ công ty á? Lục soát toàn bộ công ty cho tôi. Alo. Sao? Tìm thấy rồi à? Cái gì? Là cô ta sao? Được rồi, cho bảo vệ lên phòng tôi ngay. Giữ cô ta lại. Này, các người làm gì đấy? Sao lại bắt tôi? Không phải tôi, nhầm người rồi. Là cô ta, là Hồng An đi kìa. Bỏ tôi ra. Tôi thật không ngờ, bao nhiêu lâu nay tôi nuôi dưỡng một con sói mắt trắng, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Đưa cô ta lên đồn công an. Các người bị làm sao đấy? Tôi đã nói là không phải tôi làm rồi mà. Hồng An, sao mày lại biết được chứ? Là thằng Tân, chính nó đã phản bội tao. Được lắm, mẹ con nó ấy sẽ không yên với bố con tao đâu. Tại sao lúc nào mà cũng dễ dàng có được mọi thứ như thế cơ chứ? Tiền bạc, sự nghiệp, một gia đình yêu thương mày. Còn tao thì sao? Tao có được cái gì hả? Tao chỉ là một đứa con riêng, không được lộ diện dưới ánh mặt trời mà thôi. Lúc nào tao cũng cố gắng, nhưng mà tại sao lúc nào tao cũng không thể là bằng mày được chứ? Hồng An, tao hận mày. Linh ạ,
Tao được những thứ như mày thấy đều là do bản thân tao cố gắng. Mày nỗ lực không có nghĩa là tao không. Sự ghen tị đã làm cho lý trí và bản chất của mày trở nên méo mó. Còn mẹ anh Tân, tao đã đưa bác ấy sang bệnh viện khác rồi. Chúc mày vào tù tự suy ngẫm lại những chuyện bản thân mày đã làm. Chúc mày được bình an. Mày im đi, đừng có ba giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Tao hận mày, mãi mãi tao hận mày, Hồng Ân. Bỏ ra. Anh Tân, anh còn chuyện gì giấu em không? Nói cho em biết đi. Có chứ, anh còn một chuyện cuối cùng giấu em. Đó là... Đó là... Anh yêu em. Anh này. Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Hát quay đâu mà hát to thế biết. Này, anh là ai mà đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa phòng tôi làm gì đấy? Anh định làm gì tôi hả? Cô biết bây giờ là đêm nhỉ? Làm ơn hát nhỏ lại cho tôi còn ngủ nhá. Tôi thích, phòng của tôi thích làm gì tôi làm. Liên quan gì đến anh? Làm cô... chuyện. Thần kinh của ta mất rồi. Đàn ông trên đời này đúng là một lũ tệ bạc mà. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Dạ, em chào anh ạ. Chào con. Anh đến lâu chưa? Tôi mới đến thôi. Em chào anh ạ. Chào cô. Ngồi đi. Giới thiệu với anh, đây là thư ký của em ạ. Trùng hợp thật đấy. Em xin lỗi, tại vì hôm trước em uống hơi quá chén cho nên là không làm chủ được bản thân ạ. Mong em bỏ qua cho ạ. Hai người biết nhau từ trước rồi? À, tôi với cô ấy chỉ quen nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt thôi. Này, cậu của cô thư ký rất tốt đấy. Này, tôi bảo, anh có đôi mắt tình tưởng đấy. Cô An ở trong công ty tôi nhá, không những làm được việc mà cô còn được mọi người ở trong công ty với ở ngoài công ty yêu quý nữa cơ. Thế à? Không phải đâu ạ.
Anh Đức quá khen em rồi đấy ạ. Đấy, anh thấy chưa? Em còn khiêm tốn nữa cơ. Quả nhiên, cậu có một người nhân viên rất là tài năng, rất là ưu tú. Và thôi, chúng ta bàn về hợp đồng nhỉ? Vâng ạ. An. An. À, dạ. Hợp đồng. Vâng, đây ạ. Thưa anh, giấy tờ tất cả em đã soạn rồi đấy ạ. Anh có thắc mắc gì thì mình có thể trao đổi luôn. Anh yên tâm đi. Tuy công ty bọn em là công ty nhỏ, nhưng đội ngũ công ty nhân viên bọn em rất là nhiệt tình và nhiệt huyết đấy ạ. Bọn em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Đấy, anh nhìn qua đây là một ví dụ điển hình đấy ạ. Tôi đã xem qua về hợp đồng rồi. Các điều khoản đều rất ok. Thế nên không cần về chỉnh sửa gì cả. Thế anh đồng ý ký hợp đồng luôn ạ? Khoan đã. Cậu nói công ty của cậu có đội ngũ nhân viên rất tài năng và nhiệt huyết đúng không? Thế thì tôi có một lời đề nghị thế này. Trước khi tôi ký hợp đồng với cậu. Mời anh cứ nói ạ. Tôi muốn cậu để Quan làm thư ký cho tôi trong vòng một tuần. Sau đó tôi sẽ xem xét để việc ký hợp đồng với công ty của cậu. Được chưa? Anh ơi, một tuần nó ít quá không anh? Anh mượn một tháng được luôn. Anh Đức, không được đâu. Không cần đâu. Tôi chỉ cần một tuần thôi là đủ để đánh giá năng lực của cô ấy rồi. Chào anh. Cô đi muộn 2 phút 16 giây. Mới ngày đầu đi làm mà đã đi muộn rồi. Tôi có nên phạt cô không nhỉ? Do hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên chưa quen đường. Từ ngày mai tôi sẽ đi sớm. Lý do nghe vẻ xuôi tai đấy. Mà tôi có chuyện hỏi anh đây. Tại sao anh lại bắt tôi làm thư ký của anh trong một tuần? Có phải là anh đang âm mưu trả thù tôi vụ tối hôm trước đúng không? Cô đừng có hiểu nhầm. Chẳng qua là tôi nghe thấy cậu Đức nói nhân viên bên công ty cậu ấy rất giỏi, nên tôi muốn mượn cô một tuần để xem những lời của cậu ấy nói có đáng tin hay không. Và sau đó tôi mới ký hợp đồng. Được thôi, phiền anh chỉ giúp tôi phòng làm việc của tôi ở đâu? Ở đây. Ở đây sao? Tôi thấy chỉ có mỗi bàn làm việc của anh thôi mà. Tôi đâu có bảo cô làm việc trên bàn đâu. Là sao? Anh đang nói gì tôi không hiểu. Rồi sau cô sẽ rõ. Trước tiên ấy, cô đi pha tôi một cốc cà phê đi. Tôi có thói quen buổi sáng uống cà phê. Sao anh không mua ở ngoài đi? Một cái đồ đáng ghét mà. Chắc chắn anh ta đang trả thù mình rồi. Mà sao đêm đấy mình uống say thế không biết. Thôi không sao, chỉ là một tuần thôi mà. Nhằm nhò gì với mình chứ. Ai? Ơ sao cô đi làm việc đi? Đừng ấy làm bẩn cái gì. Cà phê của anh đây. Cảm ơn cô. Sao lại ngọt thế này? Thì anh không nói khẩu vị của anh như nào, cho nên là tôi mua theo khẩu vị của tôi thôi. Tức là lỗi của tôi à? Đương nhiên. Thank you.
Bà thấy gì không? Con bé An tự dưng từ đâu chui ra rồi làm thư ký riêng của sếp. Tôi nghĩ là đang có ý định về vãn sếp đấy. Thế á? Ừ, mà con bé An trông thế thôi chứ chắc cũng không phải là dạng vừa đâu nhỉ. Khéo khi bây giờ sếp rơi vào lưới tình rồi cũng nên ý. Quả này ý, thì bà Linh có cố gắng đến mấy cũng ra rìa mà thôi. Dám hành hạ mình à? Rồi tôi sẽ bóp chết anh như bóp con muỗi rồi. Cô nói gì thì nghe thấy hết đấy nhá. Tôi có nói gì đâu. Sao? Có chịu được nữa không? Không chịu được nữa thì tôi bảo cậu Đức sang đón về. Anh tốt thế tôi không quen. Cô làm quen dần đi. Chứ tôi đối xử tốt với nhân viên lắm. Có gì khó khăn cứ bảo tôi nhé, tôi giúp cho. Có mà nhỏ nhen ích kỷ thì có ấy. Người ta mới đắc tội có một tí mà bắt người ta lao động khổ sai cả một tuần. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Này, cô đang tự nhận mình là ngọc, là hoa đấy em. Ít giờ cũng hơn anh. Kể ra thì những lời cậu Đức nói cũng đáng tin đấy chứ. Quả thực nhân viên của cậu ấy rất tài năng. Cái cửa kính nó sáng bóng rồi, nó loáng rồi kìa. Sáng thật. Lâu thế nhỉ? Ôi giời. Này, sao trông cô phờ phạc thế? Sếp không biết là từ ngày sang đây em khổ như thế nào đâu. Anh ta cứ làm như em là ô xin của anh ta không bằng ấy. Này, tôi tưởng anh ta thích cô lắm cơ mà. Hay là cô đắc tội gì với anh ta đúng không? Chuyện dài dòng lắm. Em không tiện kể với sếp ở đây. Nhưng mà sếp chỉ cần biết ấy, là sếp đã hay bắt nạt em rồi. Anh ta còn bắt nạt em gấp 10. À không, gấp 100 lần sếp ấy. Này, tôi bắt nạt cô bao giờ? Ta tình bỏ tôi. Cái chuyện bắt nạt hay không nó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ấy. Cô có hỏi anh ta gì về cái chuyện hợp đồng không? Sếp không biết đấy thôi. Câu cửa miệng của anh ta ấy, suốt ngày lấy cho tôi đi cà phê đi. Bàn bừa bộn rồi cô sắp xếp lại đi. Rồi phòng bẩn rồi cô quét dọn đi. Đấy, sếp thấy như thế thì anh ta có bàn với tôi chuyện gì lớn lao ngoài cái việc phòng làm việc của anh ta đâu. Thôi cô, giờ cô vào làm việc đi. Cố nốt mấy tuần nữa rồi về với sếp yêu quý của mình nhá. Ôi, làm việc đi nhá. Cố tươi tỉnh lên nhá. Rồi, đi vào. Cô là ai? Cô không biết tôi là ai à? Tôi chưa gặp cô bao giờ thì làm sao tôi biết cô? Được, thế thì để tôi nói cho cô biết nhá. Tôi ấy là người yêu của anh Tân. Thế nên là từ bây giờ ấy, đừng có mà xem vào chuyện của tôi và anh Tân nữa. Nếu không ấy, đừng có mà trách. Thì ra cô gặp tôi về vấn đề này à? Thế thì tôi nói cho cô biết luôn, dù trên đời này không có đàn ông ấy, thì tôi cũng không bao giờ để mắt đến anh Tân của cô đâu. Thật thế á? Chắc là cô ta đang ghen với mình. Thế này thì phải nhờ cô ta giải cứu mình rồi. Đương nhiên là tôi không thèm để mắt đến anh Tân của cô rồi. Nhưng mà anh ấy có để mắt đến tôi hay không ấy thì tôi không chắc. Cho nên là cô bảo anh ấy đuổi việc tôi càng sớm càng tốt đi. Chứ không sau này có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Chào cô nhé. Anh Tân, anh nghỉ tay đi, mình đi ăn trưa cùng nhau nhé. Xem lại đến đây. Thì em qua đây đi ăn trưa với anh mà. Mình đã chia tay nhau rồi, em đừng có gặp anh nữa. Anh Tân, em biết rõ ràng là anh còn yêu em mà. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Anh nghỉ tay đi, mình đi ăn nhá. Em đi ăn đi. Anh đã dặn An nấu cơm cho anh rồi. Lần sau cũng đừng đến tìm anh nữa. Mình đã chia tay nhau rồi. Và chẳng có liên quan gì nhau.
Anh Tân, anh vì cô ta mà anh bỏ rơi em à? Anh nói như thế rồi mà em vẫn chưa hiểu rõ sao? Anh cũng vô tình thật đấy. Cô thì biết gì về tình yêu mà nói. Ai bảo tôi không biết? Thế cô yêu bao giờ chưa? Tôi chưa yêu, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi xem nhiều phim tình yêu hơn anh đấy. Ngáp ngắn ngáp dài. Chắc đêm hôm thức khuya xem phim vô tình thì mất cùng hả? Phim cái gì? Tất cả là tại anh cả đấy. Sao lại tại tôi? Thì tự nhiên anh lại bắt tôi nấu ăn, mà lại toàn những món khó. Làm đêm qua tôi phải xem cách nấu, rồi sáng nay còn phải dậy sớm nấu cho xong để kịp đi làm. Nghe cô nói mà có vẻ không dám ăn đấy. Anh mà biết thương người như thế thì tôi đã không phải khổ sở như thế này rồi. Đây, đồ ăn của anh đấy. Nhớ ăn hết đi, đừng có mà chừa miếng nào. Uổng công sức của tôi đấy. Này, đi đâu ạ? Thì tôi đi ăn trưa. Sao ngồi đây ăn với tôi? Tôi không có thói quen ăn cùng với người tôi ghét. Không được. Không phải là tôi mời cô ăn đâu. Không có đâu. Mà là trách nhiệm của cô đấy. Lỡ chẳng may cô nấu ăn xong rồi cô cho thuốc độc vào đấy để hãm hại tôi, biết làm thế nào. Này, anh quá đáng một vừa thôi nhá. Tôi đã mất công nấu ăn cho anh rồi, anh không cảm ơn thì thôi, lại còn nghi ngờ tôi như thế. Đúng là không ngơ nổi anh một giây phút nào mà. Đấy là cô không biết nghĩ thôi. Chứ cô thử nghĩ mà xem, liệu ai dám ăn đồ ăn của một người đang căm thù và muốn hãm hại mình không? Anh cái gì nữa? Cầm cơm qua đây, ngồi ăn cùng với tôi, nhanh lên. Dọn ra đi. Cố lên. Còn một ngày nữa thôi là mày thoát khỏi anh ta rồi. Kết thúc phi vụ này, mình phải đi ăn mừng mới được. Tính ra cái con người này, ngoài những lúc đáng ghét ra thì cũng không đến nỗi nào chứ nhở. Anh Tân có ở đây à? Anh ấy đi ra ngoài rồi. Cô có vẻ thích dọn dẹp phòng anh Tân quá nhở? Thôi chết, tôi lỡ tay. Mà cũng tiện cô đang dọn dẹp, chắc là cũng không ngại dọn hộ tôi đâu nhở? Thôi được rồi, để đấy tôi dọn cho. Ê, trời đất ơi, sao cô lại bất cẩn thế nhở? Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện bác bó nhá? Thôi, không cần đâu. Tôi bị chảy máu một chút thôi mà. Sao thế? Cô có làm được không? Hay là để tôi làm hộ cho? Nhưng mà tôi nghĩ là anh Tân mà biết tôi làm cái việc này ấy, chắc là anh thấy sót lắm đấy. Cô cứ để đấy tôi làm. Này, sao cô bất cẩn thế à? Tay bị như này rồi, cô làm cái gì? Phải tự biết bảo vệ bản thân chứ. Tôi không sao đâu. Anh Tân, đến giúp anh. Anh ra ngoài đi.
đây không phải việc của em. Lát đưa mình nói chuyện. Em giải thích đi. Chuyện này là sao? Thì em vào phòng tìm anh, xong rồi em lỡ tay làm rơi cái cốc nên vỡ. Em đã bảo là em tự làm rồi, nhưng mà cô ta không chịu, nên là mới bị chảy máu tay thôi mà. Mà bị chảy máu cũng một tí, anh làm gì mà phải sốt sáng lên thế? Hay là anh thích cô ta rồi cái gì? Chuyện đó liên quan gì đến em? Anh nhắc lại một lần cuối cùng, chúng ta đã chia tay rồi, và anh không có một chút tình cảm nào với em cả. Từ nay đừng đến tìm anh, và cũng đừng làm phiền An nữa. Nếu không thì đừng có trách anh. Cô làm cái gì đấy? Tay đang chảy máu rồi, sao nghỉ ngơi đi. Nếu may cô chảy máu thêm rồi đấy, tôi có tiền đền đâu. Anh yên tâm đi, tôi không nhiệt huyết với công việc này đến mức quên cả bản thân của mình đâu. Với lại, dù sao hôm nay cũng là ngày làm việc cuối rồi, cho nên là cứ coi như tôi đang tạm biệt mấy món đồ vật ở đây vậy. Nghe có vẻ cô còn lưu luyến nơi này nhỉ? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Tôi đang muốn thoát khỏi đây từng giây từng phút không được, ở đấy mà lưu với trò luyến. Tốt nhất là như thế, cũng lâu lắm rồi căn phòng này không được yên tĩnh. Này, ý anh là tôi ồn ào trong phòng của anh á? Cứ coi là như thế đi. Tôi chả thèm nói chuyện với anh nữa. Này, sao lại có cái chậu cây này ở đây? Thì tôi thấy trong cái phòng này toàn giấy tờ tài liệu, trông thiếu sức sống, cho nên là tôi đã mua thêm cái cây này. Tuy là nó nhỏ bé thế thôi, nhưng mà sức sống của nó mãnh liệt lắm đấy. Rất là phù hợp với con người khô khan như anh đấy. Cô An này, tôi hỏi cô một câu nhé. Cô có muốn ở lại đây không? Có thất nghiệp tôi cũng không thèm làm việc với anh. Thì tôi cũng chỉ hỏi cô thế thôi, chứ cô có muốn ở lại tôi cũng không cho đâu. Thưa anh ạ, bản hợp đồng này anh đã do dự hơn một tuần rồi rồi. Đây, anh đã có kết quả chưa? Đây là điều khoản cuối cùng cho hợp đồng. Nếu như mà cậu đồng ý thì chúng ta sao tác. Dạ, để em xem qua. Anh ơi, em thấy điều khoản cuối của anh nó hơi vô lý. Đó là yêu cầu của tôi, còn việc quyết định hay không đó là quyền của cậu. An à, anh rất cần mặt hợp đồng này. Anh biết em sang đấy em chịu khổ, nhưng mà dạ. Bên đấy muốn em làm thư ký cho anh Tân mãi. Anh biết em chịu khổ, nhưng mà thật sự anh, em biết em là... đồng ý. Em đồng ý. Em nói thật, em đúng là ân nhân của anh đấy. Này, sao em vui thế? Anh tưởng hai người ghét nhau cơ mà. Thì công ty mình cũng giúp em lúc em khó khăn, cho nên là một chút khổ cực này em chịu được, anh yên tâm ạ. Anh cảm ơn em nhá, cảm ơn em nhiều lắm. Chúc mừng cậu đã trở thành đối tác của FPM chúng tôi. Chúc mừng anh. Anh vừa có một cô thư ký, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Tôi hy vọng sau này tôi có thể uống rượu cùng hai người.
không phải. Ui. Cô ơi, tôi xin lỗi cô nhá, tôi không cố ý đâu. Ui giời, chán đứa làm yêu khóc cái này, mau dỗ đi. Anh ơi, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là người yêu. Thôi, cô đứng lên đi, đừng khóc nữa. Cô thấy không, người ta hiểu lầm ấy kìa. Cô xin cô đấy, tôi xin cô đấy. Đừng khóc nữa mà, tôi xin cô. Xin cái gì mà xin? Anh có biết là cái ly này quý giá với tôi lắm không à? Thật sự là tôi không cố tình làm vỡ cái ly của cô đâu. Ôi, xin lỗi mà. Xin lỗi mà xong thì sinh ra pháp luật để làm gì? Cô buồn cười, so sánh ngang ngược thế. Thôi được rồi, thế bây giờ này nhá, cái ly cô bao nhiêu tiền tôi đền cho được chưa? Tiền gì? Nó vô giá. Vô giá? Thế tóm lại là bây giờ cô muốn thế nào cô nói đi. Bây giờ anh làm cách nào? Anh làm cho nó trở về nguyên vẹn như ban đầu cho tôi đi. Không ý, thì đừng có hỏng mà đi. Cái gì? Làm nguyên vẹn á? Rồi, xong rồi đấy. Cô hài lòng chưa? Tuy là dán lại rồi, nhưng mà nó cũng có được nguyên vẹn như lúc đầu đâu. Có cái cốc thôi mà cô có cần làm quán lên như thế không? Anh nói cái gì đấy? Đây là món quà đầu tiên mà Crush tặng tôi đấy. Món quà đầu tiên chứ có phải món quà cuối cùng đâu mà lo. Anh... Mẹ em sao? Đang khi không, anh lại làm bể cái ly. Có lẽ nào là điềm báo của vũ trụ gửi tới tôi, sắp tới sẽ có điềm báo chứ không lành sao? Đồ điên. Chuyện của chúng ta coi như xong rồi đấy. Tôi đi về đây. Không hẹn gặp lại. Chắc bà đây muốn gặp anh. Mong là từ nay về sau không bao giờ gặp lại cái tên xui xẻo như anh nữa. Wow. Cuối cùng được tự do rồi. Yes. Yeah. Cô có đấy, tại sao cô lại bài đến tôi? Cô định làm gì vậy? Cô thử đoán thử xem. Thì... tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu. Xin lỗi á? Này, nếu mà xin lỗi mà giải quyết được tất cả mọi chuyện ấy thì pháp luật sinh ra để làm gì? Anh... nhưng mà rõ ràng là tôi chỉ đang tự vệ thôi mà. Tự nhiên lại phát hiện một người đàn ông lạ trong nhà mình thì dĩ nhiên là phát hoảng rồi. Tôi có đôi cỏ với cô nữa. Cái chuyện quan trọng bây giờ ấy là phải tìm bằng mọi cách liên lạc với Linh để xem cô ta xem chuyện này như nào, giải quyết như nào nữa. Thôi, tôi nghĩ là tôi và anh bị lừa rồi. Mà khổ nỗi là tôi lại đóng tiền nhà hẳn một năm. Bây giờ tôi mà không ở đây thì tôi cũng chẳng biết đi đâu. Tôi không khác gì cô đâu. Thôi bây giờ thế này đi.
Tôi và cô cứ sống tạm thế, đến khi nào mà tìm được cách giải quyết. Thế anh ngủ ở đâu? Cái nhà này có hai phòng, một phòng ngủ với một phòng kho. Tôi sẽ đi dọn cái phòng kho kia và ngủ ở đấy, còn cô thì ngủ phòng còn lại. Thế nhá. Chuyển kênh. Chuyển kênh trước khi chuyển kênh. Anh ơi, có điện thoại kìa. Anh xem giúp tôi, anh gọi với. Chị Linh gọi. À, chị Linh à? Chị Linh! Ui ui! Chị Linh! Alo ạ? Là An phải không? Cho chị hỏi là có Tân ở đó không? Tôi đây! Chị xin lỗi hai đứa. Thực sự là chị không hề muốn lừa gạt gì hai đứa cả. Nhưng mà chị không một cách nào khác hết. Chị đang rất là cần tiền, mà bán nhà thì cũng không được. Thế nên là chị quyết định cho cả hai đứa thuê. Thế bây giờ chị định giải quyết như nào đây? Chị sẽ trả lại tiền cho hai đứa. Thôi, chị chuyển nhanh đi, để bọn em thuê nhà khác ạ. Chị sẽ trả nhưng mà không phải bây giờ. Khi nào kiếm đủ tiền, chị sẽ quay lại tạ lỗi với hai đứa. Còn bây giờ, mong là hai đứa thông cảm cho chị nhá. Ơ kìa, chị làm thế cũng được à? Alo, alo. Giời ạ, tôi bảo rồi, anh thấy chưa? Cái gì? Cái ly bể đấy chính là để báo đấy. Bảo báo cái gì? Cô bớt tâm linh dùm đi. Cái chuyện mà điềm báo xui xẻo là giữa cô với cái rớt của cô ấy liên quan đến tôi. Chứ không phải là anh à? Chính anh là người mang xui xẻo đến cho tôi đấy. Cô... tôi chẳng có cô nữa. Xem mà đi dọn nhà đi. Bây giờ nhà là nhà của Trung rồi đấy. Nhìn mình ở với con hơi. Này này này, nói cái gì đấy? Nói thì nói trước mặt tôi đây này, đừng có mà lẩm bẩm sau lưng. Trước sau thì như một. À, anh dám nói tội như thế hả? Anh nói cái gì đấy? À. Bỏ ngay cái kiểu gặp cái gì nhắn đấy nhá. Có ngày thứ nhất ta đấy thì làm sao? Thì thôi. Thì chuyện là thế đấy. Hay anh về nhà đi. Anh nói với anh ăn một tiếng là được mà. Không, thà chết tôi cũng không về nhá. Về là phải sống gò bó, thà sống với con nhỏ khùng khùng điên điên kia thì hơn. Từ lúc anh đi, anh Ân buồn lắm đấy. Chỉ đành vậy chứ biết sao. Tôi và anh ấy có hai cách nghĩ khác nhau. Tôi muốn một cuộc sống như tôi muốn, đúng không? Mà bây giờ dồn hết tiền vào thuê cái nhà này rồi, xui xẻo thì... Chứ ăn uống chi tiêu thì em bình thường ạ. Thôi khỏi, tôi tự lo được. Cậu lo việc của cậu đi. Mà này, nhớ đừng nói với Ngân về chuyện của tôi nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Cửa không khóa. Anh đang làm gì đấy? Ra ăn trưa này. Sao hôm nay tự nhiên cô ta tốt bụng với mình thế nhỉ? Hơi điêu điêu. Anh cứ đi ra ngoài đó đi. Chờ tôi một lát tôi mang ra liền. Ok.
anh đấy. Này, sao hôm nay tự dưng cô ấy làm đồ ăn tôi đấy? Trời mưa, bão. Thì tôi muốn làm hòa. Bây giờ sống chung với nhau rồi, chẳng lẽ anh thích suốt ngày gây nhau à? Sao anh không ăn đi? Không ăn thì thôi, để tôi ăn nốt. Ăn thì ăn. Cảm ơn. Nghỉ đi em. Nghỉ ơi. Sao cô lại cho mù tạp vào đây? Cái không? Cái không? Sao cô đã ốc vào đây? Có chừa. Ai bảo anh chê tôi là hai lưng? Này, chúc anh ăn ngon miệng nhé. Cô... được lắm. Cô dám chơi tôi à? Nhớ ấy. Ê, con đi đâu đấy? Tôi đi vệ sinh. Anh hỏi làm gì? Thế á? Trùng hợp quá. Tôi cũng thế. Cô chờ một tí nhá. Ta làm cái quái gì ấy nhở? Oh my god. Này, anh định ngủ luôn trong đấy hay sao đấy? Có cần tôi mang chăn gối vào không? Ok nhá, được thế thì tốt quá. Ui, cố lên An ơi, mà chịu được mà. Đúng là không có gì thoải mái bằng nghiền đá kim thời. Ai, cái gì cũng phải từ từ chứ. Vội vàng làm sao được. Trời ơi, cô mua gì mà mua lắm thế? Tôi đi 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 lại bao lần rồi đấy. Mua để trong tủ lạnh cả tuần, khỏi phải đi chợ chứ sao. Cũng là suy nghĩ của người lệ tiếng. Thế anh siêng thì anh đi chợ hộ tôi nhá. Chịu. Alo, em nghe đây anh trai. Dạ. Cái gì? Anh nói anh đang ở đâu cơ? Cái gì mà cô hoang mang nữa? Ui, tôi chết tôi rồi. Này này này, bây giờ anh cứ giả vờ anh nói anh là bạn rồi qua nhà tôi chơi nhá. Gì? Hâm à? Bạn nam qua nhà bạn nữ chơi ổn không? Ai nói anh là nam? Anh cứ nói anh là gay đi. Gay gay cái gì mà gay? Không được. Tôi năn nỉ anh đấy. Bây giờ anh trai tôi mà biết chuyện tôi bị lừa, tôi lại còn ở cùng với anh, không mà lôi cổ tôi về quê luôn đấy. Anh trai đây. Thôi được rồi, bây giờ chỉ có cách làm thế thôi chứ làm sao nữa. Anh trai, sao anh lên chơi mà không báo với em trước? Thì anh lo cho mày thì mới muốn lên thăm mày, xem mày ăn ở học hành như nào. Thế còn ai đây? Dạ, nó là bạn em, tên Tân ạ. Tân đến chơi hả em? Dạ vâng, em. Dạ vâng, em là Tân, em là bạn của An, mới qua chơi anh ạ. Anh ơi, tụi em mới mua ít đồ về nấu cơm ấy, lát nữa anh lại ăn bọn em cho vui nhá. Đấy, mày nhắc anh cũng mới nhớ. Cả ngày hôm nay đi xe đã ăn cái gì đâu. Dạ. Dạ, cứ vào nhà thôi ạ. Mày đi thôi. Dạ vâng ạ. Ok.
Anh đi đâu đấy? Anh vào anh rửa cái mặt cái. Anh đợi một tí nhá. Em mắc vệ sinh quá. Út chiêu. Úi giời. Anh đợi một chút ạ. Úi giời ơi. Tự nhiên anh vớ một cái chuyện cũng đâu thế này. Bắt đầu bây giờ. Tân học cùng trường với An luôn à? Dạ không. Dạ đúng ạ. Ơ thế là... có là không? Dạ cùng trường nhưng mà khác chuyên ngành ạ. À. Dạ. Bà Tân à? Dạ. Em ở thành phố luôn à? Dạ vâng. Em sống ở thành phố từ nhỏ. Thế thì có gì giúp đỡ An anh cả nhá. Bởi vì là... nó chân nước chân giáo lên đây học anh cũng lo lắm. Sản vâng, trời ơi em với An cứ như hai chị em thân thiết ý, thế là anh cứ yên tâm nhá. Mà anh hỏi nhỏ cái này này. Dạ. Em như thế này thì đã cam áo với gia đình chưa? Dạ rồi ạ, có mấy em thoáng lắm. Anh cũng thế, với cả là anh thấy chuyện này cũng bình thường mà, nhưng mà anh hỏi thế thì cũng không có ý gì đâu nhá. Thôi, bây giờ mình nói chuyện khác đi anh. Anh thấy cơm hôm nay em nấu có ngon không ạ? Để anh ăn thử xem nào. Anh ăn đi ạ. Anh ăn đi anh. Ăn đi. Tay nghề của em tôi cũng lên rồi đấy nhở. Để ăn đi. Tôi về trước đây. Mày ấy, cố gắng học hành cho tốt mà. Có chuyện gì cứ gọi điện cho anh, nghe chưa? Dạ vâng, em biết rồi, em về cẩn thận ạ. Bye bye anh nha. Hai đứa đi vào đi, anh về đây. Dạ. Không có lần sau ở đâu nhá. Biết rồi, tôi cũng có muốn thế đâu. Tự nhiên anh ấy lên đột ngột, tôi cũng không kịp trở tay luôn ấy. Mà... coi bộ anh diễn cũng hay phết nhỉ. Chả thế sao? Này, tôi đã không làm thì thôi. Làm ấy, làm cho tới, hiểu không? Này, diễn hay là con người thật của anh đấy? Cô! Này, nói cái gì à? Giỏi nói lại lần nữa xem nào. An ơi! Có người bấm chuông kìa. Ra mở cửa đi, tôi đang pha mì. Ai đấy? Thực sự là bần cùng bất đắc dĩ lắm nên là chị ấy phải lừa hai đứa. Xin lỗi hai đứa nhiều lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì thế chị? Nếu mà cần em giúp thì chị có thể nói trước với bọn em mà. Chị nghe lời bạn hùn vốn làm ăn, bây giờ nó bỏ trốn để chị ở lại một mình chịu trận. Nhà thì chị cũng thế chấp rồi nên là bây giờ không bán được nữa, nên là chỉ còn cách này mà thôi. Thì mọi chuyện giải quyết sao rồi chị? Tiền thì chị cũng xoay được rồi nên là cũng đỡ. Giờ thì chị có thể trả cho hai đứa 6 tháng còn lại. Hai đứa muốn dọn đi cũng được. Cảm ơn hai đứa vì đã thông cảm cho chị trong 6 tháng qua nhá. Anh Tân. Em ở dư thói quen lời biếng. Đi chợ ăn cả tuần nhỉ? Thì em phải đi học mà, đâu có thời gian đâu mà ngày nào cũng đi siêu thị ạ. Anh chăm này, để anh phụ cho. Mà anh đang đi đâu thế? Sao hôm nay tự nhiên lại trùng hợp gặp nhau thế? Ai bảo là trùng hợp? Chứ sao?
Anh chủ đích đến tìm em mà. Tìm em làm gì cơ? Cuộc sống em dạo này thế nào? Ổn không? Cũng ổn. Tại vì bạn cùng phòng của em là bạn đại học, cho nên là bọn em cũng thoải mái anh ạ. Thế còn anh? Anh thì không ổn. Sao? Anh có chuyện gì à? Vì anh thích em. Suốt 2 tháng qua, kể từ ngày mà em dọn đi, anh không hiểu sao trong đầu của anh lúc nào cũng toàn hình ảnh của em. Anh cứ nghĩ là khi mà em dọn đi thì tự khắc anh sẽ quên em. Thế mà anh không làm được. Nên ngày hôm nay anh lấy hết can đảm để đến gặp em. Em... Anh biết là em không thích anh. Em cũng thích anh. Em đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi đấy. Em nói thật chứ? Thì em là con gái, cũng phải để cho em giữ giá một tí chứ.